Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thêm Audio. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách lựa chọn các dòng loa của JBL làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu, đặc biệt là nhu cầu karaoke của mọi người. Không phải làm nữa, bắt đầu thôi. Như mọi người đã biết thì JBL là một thương hiệu rất là lớn trên thị trường ha. Họ sản xuất rất là nhiều loại loa, từ loa nghe nhạc, loa xem phim cho đến loa karaoke, rồi loa sân khấu hội trường, rồi loa trình diễn ngoài trời, rất là nhiều loại loa thông báo, cà phê nữa. Vậy thì dòng nào sẽ là dòng để karaoke? Thì thật ra thì nó một cái khổ ở thị trường Việt Nam là khách hàng á, sau khi mà cả như trong những buổi party thì sau khi chơi xong hết, rốt cuộc là tất cả mọi người đều quy về một mối là rất là thích karaoke, rất là thích ca hát, muốn thể hiện cái giọng hát của mình. Nên hầu hết là khách hàng đều muốn karaoke trên tất cả các dòng loa của mình đang có. Mình nhận được rất là nhiều yêu cầu của khách hàng, đó như là muốn hát karaoke trên những JBL, những dòng chạc 5, những dòng to to xíu, bùm bóc mọi người muốn karaoke. Rồi đến sau 3 JBL mà 3.1000, 3.500 mọi người muốn karaoke trên đó. Rồi những dòng như bạc tiếp bóc hoặc là những dòng này kia rất là nhiều ha. Những dòng như con JBL Classic này kia mọi người cũng muốn ra karaoke trên đó. Nhưng mà thật ra thì câu trả lời của mình vẫn là những dòng đó thì đưa mic vô thì nó vẫn kêu tiếng nó thôi. Nhưng mà về hát thì thật ra nó không phải là trải nghiệm để hát. Nó không thể nào hay, nó chỉ gọi là phát ra cho có tiếng cho mọi người, gọi là alo cho nó có tiếng hát vô thôi. Chứ thực tế dòng đó không phải là dòng để hát. Những dòng sinh ra nhà sản xuất ra nó dành cho cái mục tiêu đó thì nó sẽ dành mục tiêu đó. Mọi người cứ để ý đến clip quảng cáo của các sản phẩm đó thì mọi người sẽ biết liền được là cái sản phẩm đó dành cho cái gì. Chẳng hạn như mình ví dụ như cái con sản phẩm mới ra mắt gần đây đó là JBL bạc tiếp bóc 120-320 đi, thì tất cả các video truyền thông của hãng thì hầu hết nói đến các buổi party và mở nhạc EDM dập xình này kia, hoặc là đánh cả DJ rất là ok, rất là hay. Tuy nhiên rất là ít các clip nói về hát, và chỉ có thị trường Việt Nam với là hát chỉ còn nó nhiều thôi. Và dĩ nhiên mình vẫn giữ quan điểm và JBL bạc tiếp bóc thì đánh nhạc, tiếng nhạc rất là ok, tuy nhiên hát thì nó không phải là một dạng loa gọi là chuyên hát, nên cái chất lượng hát của nó ở mức độ tương đối ok thôi, gọi là vừa phải, không có quá tốt, với tầm cùng tầm giá sẽ thua những dòng sản phẩm chuyên hát khác. Vậy thì có cách nào để mọi người có thể tìm ra được một cái dòng sản phẩm mà loa JBL mà thực sự để hát, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Ok, để hướng dẫn mọi người cho nó thực tế nhất thì mình sẽ xuống showroom quay luôn ha. Thì hôm nay đợt này showroom mình có sửa lại chút xíu thì để cho nó cải thiện chất lượng để phục vụ khách hàng có thể tốt hơn. Những cái loa JBL mà mọi người có thể karaoke được thì trước mắt này mọi người cứ chọn những cho mình những model mà nó truyền thống nhất, nó đại chúng nhất và nó ra đời cũng khá là lâu rồi, nó rất là huyền thoại đi ha. Những dòng như JBL MK này này, đó. Những dòng mới hơn chút xíu thì có dòng Passion, rồi dòng KI, đó. Hoặc là mới nhất nữa thì sẽ có những dòng như này, RM210 và dòng Acti. Cũng hát karaoke được bởi vì tính chất của loa, tính chất của chép này kia nó sản xuất ra dành cho karaoke. Và giá nó sẽ tầm khoảng trên tầm khoảng 10 triệu một cặp là ok. Dưới nữa cũng có, mình có thấy trên mạng bán những cái dòng mà JBL dưới nữa, nhưng những series đó theo mình nghiên cứu đánh giá thì nó không hẳn là thiên quá karaoke, mà nó lại thiên về cho bên mà dạng như commercial lắp cho tòa nhà á, nhỏ nhỏ chút xíu, hoặc là những dòng như thế này này. Mọi người thấy mọi người cũng thấy đó nè. Đó, mọi người hay thắc mắc mình đây, cái dòng này cũng JBL nè mọi người. Nhưng rất là nhỏ, dòng này sẽ là dòng control 50. Nó gồm 4 cái loa nhỏ nhỏ, control 52 chứ. Nhưng mà combo là một control 50 thì nó gồm 4 cái loa này với một cái loa sub. Thì những con nhỏ như thế này hoặc là to hơn một tí mà thuộc dòng control vỏ nhựa thì nó lại là cho cà phê, không phải là cho karaoke nha mọi người. Rồi, còn nếu mọi người có chi phí cao hơn chút xíu thì mọi người có thể xài những dòng cặp đứng như thế này. Cặp đứng dạng 3 tấc như thế này. Này, những dòng thật ra bên mình thì chọn hầu hết JBL bên mình sẽ bán những dòng mà KB nha, sorry KB nha, KB 2012 này, 4012 và 6012 nha. Các series KP thì thật ra đúng là thực sự đúng là sản xuất dành riêng cho karaoke luôn mọi người, nên là bên Thiên Vũ sẽ ưu tiên chọn nó. Còn các series khác thì rất là nhiều những series nó thiếu đi cái mid low cần thiết để cho trong cái quá trình hát karaoke, bởi vì thật ra là sân khấu với karaoke nó lại hoàn toàn khác nhau. Có những dòng loa cũng full range giống tương tự như thế thôi, nhưng mọi người thấy trên thị trường thì nó thiếu cái giải mid low khá nhiều và thiếu giải trầm khá nhiều, thì dành cho karaoke thì nó hơi bị nó mỏng tiếng á mọi người. Lúc đó mọi người muốn karaoke được, mọi người phải có sub nữa thì nó sẽ bị đội cái chi phí giá thành lên đó. Thì bên mình thường mình sẽ chọn những dòng mà nó bù lâu được và có đầu KB,
KB gì không biết, nhưng mà cứ KB là được, là nó sẽ có chất âm tốt để cho karaoke này, nó có bù lâu tốt này. Đương nhiên giá thành nó khác nhau nha. KB mà đầu 2 này rẻ nhất này, lên đến đầu 4 rồi đến đầu 6 sẽ là mắc nhất nha mọi người. Đó, ở trên này mình có treo cái con KB đầu 2 mà mã bát 25 nè. Đó mọi người, nếu mà mọi người treo lên như thế này thì cũng khá là gọn, treo ngang, mình đang treo ngang nó khá là gọn nha mọi người. Showroom thì bên mình chưa làm xong đâu, sẽ trên này có logo nữa, thì bữa nào xong thì mọi người mời mọi người ghé showroom trải nghiệm ha. Vừa rồi thì là một số chia sẻ của mình cho mọi người để mọi người có nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình mà lựa chọn các sản phẩm loa JBL mà để dành cho bộ dàn karaoke nhà mình. Nếu mọi người có thắc mắc gì thêm thì mọi người có thể comment phía dưới để mình có thể trả lời mọi người ha. Còn mọi người thấy clip này hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động hơn làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn mọi người. Bye bye.